vâng xin chào tất cả các bác nhé hôm nay em uh, lên uh, bán cho các bác một cái đôi loa bát 30 của td này nó lô này nó về nó chỉ có một cặp thôi nên là giá nó cũng rất là rẻ để bán thanh lý cho tất cả các bác ngoài thị trường thì với một đôi td như thế này thì nó sẽ rơi vào tầm hơn 9 triệu nhưng mà với em thì nó có chỉ một đôi jean đẹp nó lẫn vào thì em sẽ bán giá cho anh em hơn 7 triệu một chút nhé Thì đây là cái nội thất nó sử dụng cho mình là một cái bát 30 đấy các bác này TD Tai Chi, một dòng loa mà nó cũng rất là quen thuộc với tất cả các bác rồi Hàng này thì đương nhiên là là đét rồi anh em nhé đấy màng xuống rất là sâu Với những dòng loa của TD Tai Chi thì nó chơi độc lập rất là hay anh em nhé Nên anh em nào mà chưa có điều kiện mua súp hoặc là ít loa thì có thể làm một đôi Thế là các bác chơi gia đình cũng rất là ok rồi Đây là họng loa của nó nhé Họng loa là của Made in Italia các bác này là cái phân tuần Các bạn nhìn cái phân tuần của td à, Đặc trưng của td là rất là nhiều chữ sứ 245 và một con trồng là 6 con à, 54 quận cản 44 à, tủ và bao cản các bác nhé thùng này là thùng gỗ à, hàng này là gì đến một trăm hai chiếc các bác này hai chiếc Nói chung là nó sẽ là đẹp nhé Và hôm nay sẽ bán cho tất cả các bác với cái giá là 7 triệu 300.000 đồng 7 triệu 300.000 đồng trong đấy đã bao cước hàng Zindex một trăm luôn Đấy, nói chung là thùng bách này là thùng gỗ là quá là đẹp rồi anh em nhé anh em nào mà lấy thì liên hệ sớm với em nhé chỉ có 7 triệu ba trăm ngàn đồng thôi xin chào và hẹn gặp lại